chấp ngân thù. Có một khán giả của Hiệp Vision có nick UA là Huân Ngô Văn, như là Ngô Văn Huân ạ. Có một câu hỏi mà muốn dành tới chú Hùng là chuyến tàu Biển Đông của Nguyễn Hữu Chánh đã mang được xác về chưa? Chú Hùng là người của một chế độ cũ và chú nắm rõ những thông tin này thì chú có thể giải thích bằng cho khán giả. Vâng, thưa độc giả của khán giả Việt Vision, anh Huân, nếu anh vào trong các bên hải ngoại và xem cái chương trình hội luận giữa tôi và ông Nguyễn Hùng Rồng thì chúng tôi đã nói có một cái đề tài nói về ông Nguyễn Hữu Chánh và đã đề tài nói về cái tàu. Thì cái câu hỏi của anh rất là đơn giản là đã mang được xác về chưa? Thì tôi trả lời là cái tàu chưa đi thì làm sao có xác để mang về. Tức là trả lời được câu hỏi của anh chưa? Thế nhưng tuy nhiên rằng là thưa quý khán giả như thế này, ông tổ chức Nguyễn Hữu Chánh là một cái tổ chức gọi là để mà dùng cái chính nghĩa quốc gia để mà moi tiền của đồng bào. Và bây giờ này ông không còn một cái đề tài gì nữa hết. Thì nhân tiện cái vấn đề Biển Đông đang nổi lên thì ông mới dùng cái đề tài đó để mà ông bảo đưa con tàu ra. Thì con tàu của Nguyễn Hữu Chánh tôi đã nói trong mấy lần Nguyễn Ngọc Lập là sẽ không bao giờ có. Thì họ chỉ muốn là lấy tiền mà thôi. Thành ra chúng tôi xin trả lời với anh Huân rằng cái tàu nó không đi thì không bao giờ nó có xác mang về. Ngắn mà gọn. Chắc nhiều độc giả vẫn chưa biết được cái nguyên nhân là có con tàu. Như thế này, ông Chánh ông nói một câu, ông bảo là con tàu này chúng tôi là đã được một khế ước ở một nước Đông Nam Á và sẽ không theo ở bất cứ cờ quốc gia nào. Khi mà hỏi một cái câu hỏi là cái con tàu của ông Nguyễn Chánh sẽ mang lá cờ nào, lá cờ đỏ sao vàng hay là cờ vàng ba sao đỏ, thì ông trả lời là ông không mang cờ nào hết, nhưng mà ông sẽ mang một cái lá cờ đặc biệt. Thì không biết lá cờ đặc biệt đó là lá cờ như thế nào, ông cũng không nói nữa. Nhưng ông bảo lý do là tại vì nếu mang cờ Việt Nam Cộng Hòa thì cờ Việt Nam Cộng Hòa, tôi thích câu này lắm, cờ Việt Nam Cộng Hòa không đại diện cho quốc gia nào, thành ra không được chạy. Cờ Việt Nam không đại diện cho quốc gia nào. Ông bảo cờ Việt Nam Cộng Hòa đó không đại diện cho quốc gia nào, thành ra không được nhau. Đấy, còn cái cờ đỏ cho vàng thì cờ của Cộng sản thì mình không thể có để tại vì mình đeo theo Cộng sản, mình tới tiến vào Hoàng Sa thì Trung Quốc nó bắn mình. Thì khi mà ông nói là nó bắn chìm cái tàu của mình có nghĩa là ông đã chấp nhận cái chuyện, ông xác nhận cái chuyện, không phải chấp nhận, ông xác nhận cái tàu ông không có đủ khả năng để mà vào chiến đấu với người ta, thì ông đi ra để làm cái gì? Ông bảo nếu mà treo cờ của Cộng sản lên thì Cộng sản Việt Nam lên chưa đến nơi thì nó bắn cái tàu mình chìm rồi. Thành ra tôi nói là ông Nguyễn Hữu Chánh, những người nghe ông ấy, thì không dùng cái đầu mà họ chỉ dùng cái lỗ tai. Họ nghe thấy bùi tai thế là họ móc tiền họ đóng cho ông. Có những người cò mồi lên đóng tiền cho ông. Còn thêm cái nữa là ông ấy bảo là như thế này, ông bảo rằng cái tàu ông sẽ vào đúng ngày 30 tháng 4. Tức bây giờ chúng ta biết năm nào. Đấy, thì ông bảo là 30 tháng 4 năm 2015 này. Thì ông bảo là cái hồi ông nói hồi tháng 2. Thì ông bảo là 30 tháng 4 năm 2015 này thì cái đúng ngày là chúng ta sẽ đổ bộ lên Hoàng Sa. Đổ bộ lên Hoàng Sa. Dùng cái áp lực và của quốc tế bắt Trung Quốc phải trả lại cái tàu. Và lúc nãy thì ông nói rằng là nếu ông treo cờ Cộng sản thì họ bắn cái tìm tàu ông rồi. Để ông không có cái cờ nào trong đó thì ông nói chuyện với lại Trung Quốc bằng cái nước nào bây giờ. Mà ông lại xác nhận Việt Nam Cộng Hòa lại không được công nhận thì không được treo. Thành ra ông nói rất là chuyện mâu thuẫn. Nhưng mà tôi có thể kết luận như thế này. Ông Nguyễn Hữu Chánh trong cái buổi nói chuyện về cái con tàu đó ông đã cái mâu thuẫn khi người ta hỏi rằng cái thủ thủy và cái thủ thủy đoàn á thì ông sẽ dùng những người nào đó. Bởi vì các sĩ quan hải quân Việt Nam bây giờ thì quá già rồi, hồi mắt đấy. Bây giờ ông cho ông bảo là cái tàu ông mướn á là sẽ có những thủ thủy của cái tàu nó của người ta cho mướn, thì
Một câu hỏi đặt ra cho ông ấy là khi ông bước cái tàu đó đó với mục đích chính trị thì cái vấn đề mà bảo hiểm của cái tàu như thế nào và cái thủ thủy đoàn đó họ có bằng lòng đi với ông hay không? Đó, thành ra ông nghe là trả lời loanh quanh nhưng mà mục đích của ông ấy chỉ là để mà gọi là ai ngu thì đóng tiền cho Nguyễn Tránh thế thôi. Và nhưng mà được một cái ông nói rất hay là không địch không treo cờ Việt Nam Cộng Hòa. Vậy thì nhà báo Nguyễn Phương Hùng cũng là một người hải ngoại. Dạ. Gần đây thì ông Huỳnh Ngọc Tuấn là cha đẻ của cô Huỳnh Thục Vi. Dạ. Có phát động một phong trào là không gửi tiền từ Việt kiều về đất nước để cho kinh tế Việt Nam suy sụp, Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ bị lật đổ. Câu này thì nên để trong nháy nháy. Trước đó thì có rất nhiều phong trào của các chống cộng cực đoan ở bên hải ngoại cũng phát động một phong trào tương tự như vậy. Thì nhà báo có biết đến phong trào này không? Và vì sao lại phát động phong trào này? Tính khả thi của nó như thế nào? Chúng tôi thưa quý anh giả và trả chót là cái vấn đề ông Huỳnh Ngọc Tuấn á, ông mới đưa ra là cái vấn đề nó đã là một cái vấn nạn trong cộng đồng Việt Nam. Và khi mà ông Huỳnh Ngọc Tuấn đưa ra đó thì tôi không phải là giải thích để làm cái kế ly án, mà tôi giải thích thẳng đây là ông đang chống lại Đảng Việt Tân. Bởi vì Đảng Việt Tân có ai? Đấy, có anh có một cái gọi là công ty chuyển tiền Hoa Phát. Thì anh Phát chuyển tiền đó là con của anh á, là từng làm chủ tịch của Tổng hội Sinh viên. Và hầu như tất cả các chủ tịch Tổng hội Sinh viên đều là thành viên ngoại vi của Đảng Việt Tân. Thì anh đã từng ra ứng cử và đã bị thất bại, bỏ 250.000 đô la ra để ứng cử chức vụ dân biểu. Và con của công ty Hoa Phát. Công ty Hoa Phát là công ty đầu tiên gửi tiền về Việt Nam. Một cái người mà kêu gọi không gửi tiền về Việt Nam là ông Phan Kỳ Nhơn. Ông Phan Kỳ Nhơn một mặt á, thì bên Đảng Việt Tân qua cái hình thức Hoa Phát để gửi tiền về Việt Nam. Và không phải là chỉ có gửi tiền Việt Nam, gồm có tất cả 40 ở Việt Nam, gọi là ở bên hải ngoại gọi là 40. Thứ nhất không gửi tiền về Việt Nam, không du lịch về Việt Nam, không giao lưu văn hóa với Việt Nam và không bán hàng của Việt Nam. Đó. Đó thì cả bốn cái này á, khi mà họ phát động không du lịch về Việt Nam á, thì các công ty du lịch bán vé máy bay nhiều hơn và máy bay không có chỗ để về. Thế khi mà họ kêu gọi là không gửi tiền về Việt Nam thì tiền Việt Nam tăng lên nhiều hơn. Tăng lên nhiều hơn á, không phải là tại vì họ người mà chống cộng hoặc là những người hải ngoại. Tôi vẫn nói một câu rằng là bây giờ đó Việt kiều đó là Việt cộng giàu hơn Việt kiều. Bởi vì tôi nhìn về đây tôi nhìn thấy rất nhiều những người mà gọi là những tài trợ cho Campuchia hải ngoại trong những cái chuyến đi, tôi thấy là ở trong nước đó là cái vấn đề mà các người rất nhiều tiền. Cái lực lượng mà gửi tiền về Việt Nam 12 tỷ nó là ăn nằm ở trong số tiền tất cả những người Việt Nam đi lao động, nằm trong số tiền những du học sinh đi qua bên đó chịu khó vừa đi làm vừa đi học để kiếm tiền dành dụm trong gửi về gia đình đó. Và cái số tiền nữa là những cái số tiền những cái người mà doanh nghiệp đó, họ kiếm được ở bên nước ngoài họ gửi về, họ mang về nước như Viettel đó, như Viettel hoặc là những cái thì như vậy đó. Thì tôi nghĩ là cái cộng đồng Việt Nam nó thất bại chỗ nào khi không giao lưu, tức là sách vở mà những ca sĩ về Việt Nam bây giờ chỉ còn lại có một vài người mà mới gần đây nhất là chị Khánh Ly. Chị Khánh Ly năm nay 71 tuổi mà chị mới về Việt Nam đó. Thì ngày 23 vừa rồi hoặc là Khánh Ly đã có một cái chương trình và cái văn nghệ. Thì tôi nghĩ rằng là cái những cái lời kêu gọi đó là bị thất bại. Thế còn cái vấn đề mà không buôn bán thì bây giờ hầu như cái chợ nào cũng có hàng Việt Nam ấy, made in Việt Nam. Thậm chí là Tổng thống Obama cũng... Tổng thống Obama cũng tới và con gái tôi đã làm cho một cái gọi là một cái thương sáng.
làm giám đốc một thương xá của cái công ty Nocton. Hầu hết quần áo trong đó đều là made in Việt Nam. Và như điều như vậy nó chứng tỏ là cái kinh tế Việt Nam đã mang cái số tiền nó về, chứ còn không phải là cái kinh tế Việt Nam là cái số tiền của những người mà Việt kiều. Quý vị không cần gửi tiền về, Việt Nam vẫn giàu như thế, không chứ phải như vậy. Thành ra tôi nghĩ là cái việc làm của ông Huỳnh Ngọc Tấn để làm cái gì? Để muốn đánh bóng cái con người mới lên, để muốn lấy một cái bằng tưởng lục tôi đang đấu tranh. Chứ còn ngoài ra thì nó về thực tế nó chẳng có ý nghĩa gì hết. Thành ra tôi cũng không quan tâm đến ông Huỳnh Ngọc Tuấn, bởi vì chúng ta biết cô Huỳnh Thục Vy là ai rồi. Thành ra những cái người đó như vậy đó, tôi nghĩ là họ nên làm đơn xin ra khỏi nước Việt Nam nếu được một quốc gia nào công nhận. Hôm Tết tôi phỏng vấn Thứ trưởng Vũ Hoàng Nam, và mới gần đây nữa thì chính Thứ trưởng Vũ Hồng Nam đã nói một câu rằng nhà nước không trục xuất ai hết, kể cả ông Cù Huy Hà Vũ hoặc là ông Điếu Cày Nguyễn Văn Hải. Chính ông Điếu Cày Nguyễn Văn Hải là người xin với lại đại diện Bộ Ngoại giao để được đi Mỹ, khi bà hỏi rằng ông muốn đi quốc gia nào hay là ông muốn về nhà khi mà ông được trả tự do. Điếu Cày Nguyễn Văn Hải trả lời ngay lập tức: tôi muốn đi Mỹ. Thế mà khi mà qua Mỹ thì ông nói là ông bị đuổi, ông bị nhà nước Việt Nam đuổi. Đó. Ông bảo ông đuổi đến nỗi mà ông không kịp về nhà để thay đôi giày, ông phải đi một đôi dép. Rồi ông lại bảo rằng á, khi qua Mỹ ông sẽ về đâu? Ông sẽ về ở với con gái đi Canada, chứ người ta nói là. Nhưng mà đốt cục mình thấy rằng ông có đâu đi Canada, ông đâu đi đâu. Thì điều đó chứng tỏ rằng ông Điếu Cày Nguyễn Văn Hải, ông đã tự bản thân ông đã nói dối cho mình rồi. Mà những cái lời nói dối đó thì tôi lẽ nhiên tôi tin Thứ trưởng Vũ Hồng Nam hơn là nhà nước đâu có trục xuất. Chính ông xin đi, ông qua bên đó ông lại bảo rằng ông sẽ về với con gái của ông, về cho tới giờ phút này ông vẫn ở Mỹ, ông đâu đi đâu đâu. Thêm một ngày biển lặng mà lòng người dẫn đầu cho